Thưa quý vị, nhằm giáo dục truyền thống tu sư trọng đạo cho mỗi học sinh và tạo môi trường thi đua sôi nổi, lập thành tích tri ân thầy cô giáo, trường tiểu học Lê Văn Tám thành phố Bạc Liêu tổ chức ngày hội STEM thiết kế thiệp mừng với chủ đề tri ân thầy cô chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Những tấm thiệp do chính tay các em thiết kế là món quà tinh thần trân quý mà các em kính gửi đến thầy cô giáo, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc. Thông qua việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học đã giúp học sinh khám phá tiềm năng của bản thân, phát huy tối đa sự sáng tạo và phương pháp làm việc theo nhóm đạt hiệu quả hơn. Hoạt động này có 31 nhóm tham gia, mỗi lớp tổ chức thành một nhóm có 5 thành viên. Với chủ đề làm thiệp mừng ngày 20 tháng 11, tri ân thầy cô, mỗi nhóm sẽ trình bày ý tưởng của mình trên khổ giấy A3, chất liệu và vật dụng do các em tự chọn. Trong thời gian 120 phút, các nhóm thực hiện một tấm thiệp mừng với đầy đủ 3 phần: thiết kế thiệp, viết lời tri ân và thuyết trình ý tưởng. Đây là lần đầu trường tổ chức hoạt động này. Thông qua cái hoạt động này phải nói là một cái sân chơi hết sức là bổ ích, lý thú, ứng dụng được giữa học với hành. Những tấm thiệp đẹp lạ mắt, hình thức thể hiện của 31 mẫu thiệp mừng là 31 ý tưởng khác nhau. Có những chất liệu các em nghĩ ra như lá cây, hoa tươi, hạt dừa đã làm tăng thêm sự phong phú và đa dạng cho từng tấm thiệp. Có những nội dung quen thuộc như là mái trường, thầy cô, bè bạn, rồi một số cái hình ảnh khác để trang trí thêm làm cho thiệp nó đẹp hơn. Tấm thiệp này thay cho lời tri ân mà chúng em muốn gửi tới quý thầy cô đã dạy bảo chăm sóc chúng em trong suốt thời gian qua. Trong cuộc đời của chúng em, ngoài cha mẹ thì thầy cô là người đã dìu dắt và dạy dỗ chúng em nên người. Những tấm thiệp không chỉ đẹp, thể hiện sự sáng tạo, cẩn thận từng chi tiết, kết hợp với sự khéo léo tạo nên mà còn mang nhiều ý nghĩa khi các em trình bày. Qua mỗi lời thuyết trình của các em đều thể hiện tấm lòng biết ơn. Đây là món quà tinh thần thật sự mang nhiều ý nghĩa và tình cảm, động viên thầy cô giáo mang cả tâm huyết và hoài bão tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp trồng người.